xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại Chiến Tương Lai. Đó, các bạn thấy rằng là đằng sau của Noob không? Trời ơi, có rất là nhiều Transformer cũng như là Megatron kìa. Ủa, xịn xò thế. Đây này, có Bumblebee mình thích này. Optimus luôn. Wow, hình như là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cuộc đại chiến tương lai. À, đã thế thì mình cũng đổi luôn cái skin của siêu thủ lĩnh Transformer Optimus các bạn nhé. Đó, bằng cách đó là mình vừa mới làm rất là nhiều tiền mà. Rồi nha, để mình mua cái Optimus Prime phải không? Mua liền đây. Úi dồi, xịn xò con bò này, mua hết các bạn ạ. Megatron đã thế là mỗi hôm mình sẽ sử dụng một cái skin. Đấy, mỗi hôm sử dụng một cái skin nhá. Đấy, úi dồi, biến hình liền các bạn. Xịn xò chưa? Úi dồi, tuy rằng hơi bé thôi nhưng mà hơi bị xịn xò con bò đấy. Đừng có đùa mà đi ra rùa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng Optimus nhá. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến luôn. Xem nào, úi dồi, cúp gì đây? Cúp cầu vòng à, nhìn nó vẻ xịn đấy. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải ra đây để đào cái... Sao vừa lấy bạn kia lấy đâu ra cái quả sao này cho mình ta? Rồi, ui, con bị đông cứng là thế nào nhở? Ui, chết dở rồi. Ủa, sao lại bị đông cứng thế này? Giỏi luôn, mất tích luôn. Rồi, chúng ta sẽ mở cái túi này. Ui, ui, được luôn cái kiếm super cầu vọng. Trời ơi. Ui dồi, thôi chấm hết rồi các bạn này. Ui, đúng là siêu thủ lĩnh Transformer. Ui, Optimus Prime có khác các bạn ạ. Mở một cái ra ăn luôn. Được của nó không các bạn ơi? Được của nó luôn đấy chứ nhở. Rồi, ngon lành rồi các bạn. Úi dồi, bạn sự khả đầu nan luôn. Tính tiền luôn, được ngay cái kiếm cầu vòng gọi là... Ui, xịn sò nhất quả đất rồi. Kiếm này là kiếm super cầu vòng các bạn ạ. Mình nghĩ rằng là nó là cái kiếm VIP nhất ở đây luôn rồi đấy. Phải không? Ui, ui, kiếm lượng tử này. Mình sẽ nâng cấp lên cái kiếm lượng tử các bạn. Ui, cái gì đấy? Bạn kia đào cái gì mà ghê ghê. Ui, 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 cúp đá à? Ui, cái cúp, ui, đúng là đồ công nghệ khác các bạn ạ. Wow, đào liên tục luôn à. Trời, tuy rằng là đào mỗi lần một block thôi nhưng có vẻ xịn đấy. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp. Úi dồi ôi, xịn xò phết nhờ. Được của nó đấy các bạn này. Rồi, chúng ta sẽ đào mấy cái này đi. Úi dồi, úi dồi. Đấy, ở cái map này nó sẽ chia làm 3 tầng. Đó, tầng thứ nhất thì chúng ta có thể là xem nào, đào cũng như là đánh quái. Nhưng mà chắc là mình sẽ đánh quái luôn nhở. Mình đang có cái kiếm xịn mà. Rồi luôn, ở đây có khu đánh quái này. Khu đánh quái là có con bốt và quái cấp độ 1 à. Ui, chết luôn bạn. Ui, ngon luôn. Ơ, sao con này khỏe thế? Chết dở rồi, nó đánh mình cái chết luôn ạ. Ui, nhưng mà không sao. Mong rằng bạn kia không phát hiện ra mình đang oánh quái ở đây bạn ạ. Láo này. Ui, không phải một đâu các bạn ơi. Ui, đến tập học của bao nhiêu con quái vật lận. Rồi, ok, chúng ta sẽ xử lý mấy con này. Ui, ui, chắc phải mấy trăm con mất. Ui, nó lại xuất hiện kìa. Wow. Ui, đây được block các thứ này các bạn ơi. Ui, nó lại xịn xò quá nhờ. À, cái này là spawn ra. Ui, được của nó các bạn ơi. Rồi, kiếm lượng tử đâu ạ? Ui, xịn thế. Ui, kiếm lượng tử đấy ạ. Ui, nó nhấp nháy luôn các bạn ơi. Ui, nhấp nháy luôn ạ. Ui, ghê thực sự các bạn ơi. Ui, thôi, team bên kia chấm hết rồi các bạn. Team bên kia là cuộc tình này sẽ chấm hết rồi. Team bên kia chắc chắn là chấm hết chấm com rồi. Ui, ghê thế. Ghê quá. Trời ơi, dao xanh dao gỗ thì mình không cần. Ui, kiếm tương lai ạ. Ui, chúng ta cần kiếm bầu trời. Ui, đa mắc kiếm dài thế kỷ có thể đào. Ui, lại còn thế nữa cơ à. Rồi, chúng ta sẽ phải cần đến kiếm kiếm thiên nhiên, kiếm đá lam, kiếm bầu trời. Ui, có lẽ rằng ngày hôm nay mình sẽ chế thành kiếm gọi là VIP nhất ở trong mini cua các bạn ạ. Còn cúp thì chúng ta chắc là chưa cần tới lắm. Xem cái túi may mắn này. Úi dồi ôi, cái túi may mắn của chúng ta. Túi may mắn thì ở đây thì có kiếm tương lai này. Ui, kiếm dài đa mắc thế kỷ có thể đào này. Ui, sao bạn này chết queo đây rồi. Ui, cái gì đây? Trượng lửa à? Ui, để nha. Đây, mình hộ bạn này. Ô, bạn này sao bạn này cứ nhảy ra mà chết queo vậy?
Rồi, à không 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 không, mình thử đi đánh boss xem các bạn. Ở đây mới quái quái một thôi. Ui, có vẻ xịn sò đấy, có vẻ được của nó đấy các bạn ơi. Ui, con boss này láo thật. Ui, ở đây có quái cấp độ 2 này. Rồi, mình sẽ có một cái túi gì đó. Trời ơi, chưa gì vào đã được cả đống đồ VIP thế này đi choáng ngợp quá. Ui. Trời, quá trời dã man luôn này. Rồi, chúng ta sẽ thử đi đánh boss đi. Mà thạch đánh thật luôn đi, thử cái gì nữa tầm này. Optimus tới đây. À, hóa ra hình như vừa lấy mấy con boss này. Ui, chết luôn ạ. Trời ơi, nó mạnh thế. Ui, ghê gớm thế nhở. Rồi, ok, mình sẽ ăn cái chạy nhanh. Ui, nó khiến mình đi ngược này. Chết dở rồi. Rồi, chết một. Ui, Optimus Prime là boss trùm cuối cùng đấy các bạn ơi. Rồi, ok, mình xử lý. Ui, đó. Túi đồ boss này, ui, xịn xò thế nhở. Boss này, Optimus đánh nhau. Ui, chết luôn. Má ơi. Trời ơi, ghê vậy. Chết luôn các bạn ơi. Thế này thì làm sao để đánh nó đây. Túi giáp kim cương, túi giáp xích. À, làm nhẹ cái túi giáp kim cương đã. Ui, ghê thế. Trời ơi, ghê thế này thì ai đánh lại ta. Chỉ có núp rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ ui, kiếm laser này. Ui, xịn thế nhở, xịn thế nhở. Rồi, tấn công rồi các bạn ơi. Ui, chết giờ chưa đi vào đã bị đông cứng rồi. Người dám xâm nhập lãnh thổ của ta. Ơ, mình có xâm nhập đâu. Đại ca Optimus. Ui, mình còn không chạm được đến người của Optimus cơ các bạn ơi. Chết giờ làm thế nào đây. Khó quá. Trời ơi, mình chắc chắn là phải giết được. Chắc chắn là phải giết được. Hội thằng kia chắc là vẫn đang gọi là tích cực. Tích cực nào. Tích cực đi mai. Ui. Tới liền đây. 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 Ui, chưa chết được. Chém bao nhiêu cái mà chưa chết được. Chắc chắn rằng là sau khi tiêu diệt con boss này xong thì mình sẽ phải được đồ VIP lắm. Ui dồi. Ui dồi. Trời ơi, chưa gì vào đây đã chết queo này. Thì làm ăn cái gì. Chưa gì vào đây đã chết queo này. Thì trời đất ơi. Đấy, chưa gì vào đây đã chết queo này rồi. Thế nào, ở đây có cái gì không. Đấy nha. À, mình sử dụng súng các bạn. Trời, hợp lý luôn. Nào, Optimus là. Úi dồi, Optimus với chúng tôi à. Không bằng Optinoop đâu. Ok. Rồi, chúng ta sẽ xem rằng. Úi dồi ôi, ngon luôn các bạn ơi. Ngon luôn cái gì đây. Để gọi boss à. À, gọi boss thì chúng ta có thể gọi bao nhiêu cũng được. Úi dồi. Ui, cái trượng lửa xịn nha. Rồi, túi thần à. Úi, túi thần. Ui, được túi thần này. Ui, cúp tương lai và kiếm tương lai. Ui, kiếm tương lai. Ui, xịn xò. Ui, tinh thể xanh. Chứa tinh thể xanh là cái gì đây. Dùng để chế tinh thể xanh lá. Ok. Ui, đùa của nó các bạn ơi. Kiếm tương lai đây. Đâu, ok. Boss đâu. Boss đâu. Trời ơi, Optimus đâu rồi. À đây. Optimus với chúng tôi này. Optimus với chúng tôi đi bụi liền. Ui, kiếm này, kiếm tương lai là kiếm siêu dài luôn các bạn. Ui, được không. Các bạn thấy ổn áp Liwa không. Ổn áp Liwa. Ui, kỹ năng gọi là tuyệt thế. Tuyệt đỉnh luôn. Ui, trời ơi. Nó gọi là được của nó luôn đấy chứ. Chứ không phải là được luôn đâu. Ui, dã man. Trời ơi, cái vũ khí nó đỉnh cao thật sự, đúng là đại chiến tương lai các bạn. Ghê quá. Sợ dã man luôn đi. Rồi, ok, chúng ta sẽ mở cái túi này thế nào. Ui không. Ui không, mình không cần cái này, mình cần cái túi kia để chế tạo được cái cúp. Rồi, mình sẽ sở hữu được cái cúp kia kìa. Thế nào, đây xem nào có cái kiếm gì xịn hơn nữa không. Ui, cúp tương lai này, cúp hận thù cái gì bỏ qua hết các bạn ạ. Ui, cúp cầu vồng không. Cúp cầu vồng của bắp. Kiếm tương lai là cái kiếm xịn nhất nhá. Kiếm lượng tử là chỉ xếp sau kiếm tương lai thôi. Đấy. Trời, tí nữa mình sẽ cho bạn kia cái kiếm xịn sò này. Triệu hồi ra bốt đây. Ok, triệu hồi ra bốt. Chúng ta đứng đây chuẩn bị xuất hiện gái. Mình oánh luôn. Oánh nó không trượt phát nào luôn. Đấy, cho con luôn vào kia để cho có thể là mình không bị sát thương. Đấy, các bạn thấy không. Tỉnh táo tàu liền, tỉnh táo tàu liền. Rồi, chết liền, chết liền. Hình như bạn kia không biết là ở đây có bốt sao ấy.
Trời ơi, xịn sò chưa? Túi thần đấy, túi thần cho túi thần. Rồi, nào, cúp tương lai. Úi, toàn tinh thể xanh là thế nào? Mình đang cố gắng là mình lấy cái cúp ấy. Mình lấy cái cúp cho các bạn, để cho bạn xem được rằng là sự lợi hại của cả cái cúp, cả cái kiếm. Rồi, mà không biết là có được hay không đây này. Đang cố gắng rất là nhiều. Nào, cố lên nào. Đấy, các bạn thấy không? 5 phút đầu tiên mà Noob đã làm bá chủ thiên hạ rồi đấy. Các bạn biết rằng là Optimus, Optinoob nó xịn thế nào rồi đấy. Chết luôn, chết queo luôn. Chết tươi dễ đánh luôn. Rồi, chưa hồi sinh ra cái nút để mình ấn ta. Ghê gớm không? Bạn thấy ghê gớm không? Rồi ra đây, lại ra đây. À đây ra, bây giờ lại ra cái nút kìa. Cái gì đây? Đây, vứt cho bạn này cái kiếm này. Hey yo, hey you. Trời ơi, đây, vứt cho cái kiếm này. Úi dồi, ui, nhanh đi. Ô, bạn này không biết rằng ở đây là cái kiếm sao ấy. Ui, bạn này cũng có cái cúp tương lai à. Đây, trời ơi. Đổi, trời ơi, đây. Kìa, trời ơi, bạn này hình như không biết rằng cái đấy là cái kiếm ấy. Nhặt lấy cái kiếm kìa. Trời đất ơi. Ông này súng VIP cái con khỉ đây. Trời ơi, súng VIP ba cầm. Đấy, trời ơi, sướng luôn. Chắc là bạn này không biết rằng là đấy là cái ấy. Trời ơi, rồi ok, mình mở đã. Ôi ôi, không biết rằng đấy là cái kiếm à. Kém quá các bạn. Rồi ôi. Rồi ok, mình sẽ. Cái cúp của bạn kia là cái cúp gì chứ không phải cúp ấy đâu, cúp tương lai đâu, phải không ta? Ừ, hình như là cúp tương lai nhỉ. Rồi ok, mình sẽ triệu hồi ra Optimus. Optimus Prime. Ồ, cái kiếm của mình là kiếm bá cháy luôn. Riêng cái súng này á. Súng này súng gì đây? Súng cực VIP là cái gì? Rồi xem nào. Ui này à, cũng được đấy. Nhưng mà mình nghĩ không bằng cái kiếm ạ. Ui, không bằng cái kiếm được. Súng này làm sao bằng cái kiếm này được? Kiếm tôi là kiếm gọi là bá đạo trên từng hạt gạo. Chém từ xa luôn. Xa hơn cả súng luôn các bạn. Mình sẽ cố gắng được cái cúp. Ok. Ô, bạn kia lại đi đâu rồi? Lại chết rồi à? túi thần, ok, túi thần. Tinh thể đỏ làm cái gì cho cái cúp đi. Thôi, toang rồi các bạn ạ. Có vẻ là chế được cái cúp khá là khó đấy. Trời ơi, tinh thể xanh lá mới tinh thể đỏ. Cái cúp này, đấy, cúp hận thù với các thứ này. Khó thế nhờ. Rồi, ok, tiếp. Mình sẽ đánh tầm 2-3 con nữa. Mình không tin rằng là mình không được cái... được cái cúp các bạn ơi, cái cúp xịn sò nhất quả đất ở đây mà khó thế. Nào, lần này xuất hiện đi. Cái kiếm của mình vẫn là một cái gì đó rất là xịn sò các bạn thấy không? Chém rất là từ xa và khiến đối thủ là đấy, khiến đối thủ dính lên trời luôn. Ok, ra nhặt. Ui, lần này có 3 túi luôn này, ngon. Này 3 túi luôn đấy. 3 túi luôn đấy. Trời ơi. 3 túi luôn đấy. Rồi ok. Ui, lại tinh thể xanh lá. Đẹp thế nhở. Rõ ràng là vừa lấy vào ủng hộ mình lắm mà. Trời ơi, bảo tưởng thương mình cơ. Hóa ra là lừa mình à. Không được. Các bạn không? Đam mắc về kiếm của thế kỷ có thể đào. Ôi. Trời ơi, nó chưa đánh thì đánh mình đã chết, sắp chết rồi này. Không được. Có thể đào, mình thử đào xem nhá. Cái này chắc là đào thì nó cũng như bình thường thôi à. Xem nào. Ui, đào chay cũng nhanh phết đây. Nhưng mà thôi, không. Mình cần cái cúp các bạn ơi. Mình cần cái cúp của Optimus này. Optimus đang đứng ở ngoài. Mấy cái túi đây. Có 3 cái túi này. Thôi, túi thần. Ui, túi thần đi. Rồi luôn, khó rồi các bạn ạ. Mình có rất là nhiều cái này. Rồi, thôi. Ok, đâu, xem nào, bạn này cho cái cúp nào. Cho cái cúp xem nào. Ui dồi ôi, cái này thì cho làm cái gì. Trời ơi, thôi. Mình cần cái cúp cơ. Đâu xem nào. Bạn này xem nào có cái cúp gì. Ui. À, hình như đấy là cái cúp mà bạn ấy chế tạo được. Có vẻ là khá là VIP đấy nhở. Ui. À, đào liên tục thôi à. Thôi, mình đi đánh nhau đấy các bạn này. Chán đào rồi. Chán oánh lộn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ muốn oánh nhau thì mình phải lên cái tầng 2. Đúng rồi, ghê không? Trời ơi, ghê. Các bạn này không biết được sức mạnh của cái thanh kiếm của mình đâu. Rồi, chúng ta lên tầng 2 này. Đây, có thể sang đội xanh này. Ok, sang đội xanh rồi bê xuống tầng 1. Chuẩn bị diễn ra một cuộc đại chiến.
không hồi kết. Tấn công, tấn công, attack. Sức mạnh của ninja. Ơ đâu rồi? Chạy. Chết hết, chết hết. Ui, các bạn thấy không? Chưa nhìn thấy người thôi nhưng mà lưỡi kiếm của mình đã lướt qua người và mấy bạn này à? Chấm hết luôn. Ui, thấy không? Trời đất ơi. Cứ giết, cứ tiêu diệt được một thí sinh là mình lại được hồi máu các bạn ạ. Đấy. Ui. Rồi, luôn mấy bạn kia chấm com luôn các bạn. Chấm com luôn. Ui. Ghê chưa? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu mới được chứ, quan trọng là chạy đi đâu mới được chứ. Hình như là có bạn chế được cái kiếm cầu vòng rồi. Chạy đi đâu mới được chứ. Mẹ không biết chạy được đi đâu cơ. Ui, chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả mấy con sâu? Ui, VIP dã man các bạn. Đấy, súng bạn kia còn không kịp bắn cơ mà các bạn, thấy không? Cái súng VIP mình nghĩ rằng đây là cái thanh kiếm gọi là bá cháy nhất rồi. Ui, nào. Ui, trời ơi. Được của nó không? Các bạn thấy được của nó không? Đấy. Rồi, tiêu diệt luôn. Bắn cái gì? Ui ôi, bắn các bạn ạ, à, bắn của mình ạ. À. Bắn làm sao được? Bắn làm sao được? Bắn làm sao được? Ui. Bắn làm sao được? Trời ơi, ui chết luôn ạ. À. Mạnh quá, quá mạnh luôn bạn ơi. Rồi thấy sự lợi hại chưa? Sự lợi hại. Cái gì đây? À, thanh niên. Ôi ôi, thanh niên chết queo. Trời ơi, cái thanh niên này không biết sử dụng à. Thế tôi bình xin nhá. Úi, có gì ra đây lượm đồ ạ. Thanh niên củ chuối. Thanh niên củ chuối đánh bốt chết queo. Các bạn là cái kiếm đấy thì không VIP bằng cái kiếm của mình được, nó không đánh xa được. Thế nên đâm ra là bạn đấy là bị tiêu diệt. Cái gì đấy, cái gì đấy, bắn cái gì, bắn. Ơ, à, súng này có thể, súng này có thể chôn đồng đội à. Chôn đồng đội, ui, đấy chưa. Mình nhặt đồ của bạn đấy cay quá bạn đấy. Nào. Ui, ra nhặt. Ừ, hay quá, 5 túi luôn các bạn. Lần này mà không mở cái cúp gọi là VIP Pro kia thì tôi chịu rồi. Rồi, mở liên tục đi. Ui, toàn ra cái gì đây. Rồi, được 2 túi. Tinh thể. Rồi, chịu rồi các bạn. Có vẻ là tỷ lệ mở ra cái đồ VIP rất là khó. May mắn của mình đó là mở được ra cái kiếm thôi. Rồi, chúng ta lại đi sang hành mấy cái bạn tầng thật là tầng 1 thôi nhá. Hành mấy bạn team xanh đã, bởi vì mình có thanh kiếm VIP. Ui, cái này cái cuộc chiến này nó hên xui nhở. À đây đây, ra đây chết bot bên này đi. Chết bot team bên này đi. Optimus với chúng tôi. Optimus với chúng tôi. Nó ra đây lấy đi. Ấy, ở đây có 3 túi luôn này. Ui, team bên này có vẻ hên nhỉ. Năng lượng. Ui rồi. Ui rồi ôi, toàn cái đồ tào lao bánh bao đồ làm gì không đâu à. Rồi ok, tấn công rồi. Attack rồi các bạn này. Tấn công rồi. Ui, team bên kia chưa giết được mạng nào à? Vừa nãy là mình tưởng mình chết là team bên kia giết được cơ. Ui. Đâu rồi? Ui. Mạnh dã ma luôn bạn. Ui, bạn này chế cái gì đây? Ui dồi ôi, bom cái gì, bom cái gì đây? À, trời, súng. Ai. Rồi, bên kia chế được súng VIP rồi đấy. Bảo sao? Rồi, ok, rồi. Mình sang gọi là tổng thanh lý đây. Lên tầng 2 này. Ô, bạn kia đi đâu ở cái team của mình? Có mỗi mình đi đánh lộn là thế nào nhỉ? Đi cùng nhau chứ. Mà sang được team bên kia là phải. Ủa, đâu rồi? Đâu hết rồi? Đâu hết rồi? Tấn công thôi. Tấn công thôi. Bớ lạng nước ơi. Ủa? Team bên kia đâu rồi? Mình muốn khắc chế cái súng rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ cần núp sau một cái block nào đó và mình sử dụng cái skill thôi là được. Ồ, oh, đây là team mình chứ. Trời ơi. Ở đâu? Từ team đỏ, sao mình sang team đỏ nhỉ? Rồi ok, từ đã quay lại đã. Rõ ràng là vừa lấy tôi sang team xanh bạn đây. À đây, trời ơi. Rồi, bảo sao.
kiếm laser cầu vồng nè anh. Ui dồi ôi, cái kiếm của mình là cái kiếm bá đạo rồi mà còn laser cầu vồng cái gì. À, thanh niên này cũng có vẻ là thế, là cái thanh kiếm xịn sò phết đấy. Ui chém mấy chúng tôi này, chém mấy chúng tôi này, có vẻ cũng chế được thanh kiếm xịn rồi. Nhưng không xịn bằng núp được các bạn, nhưng không xịn bằng cái kiếm của núp được. Đứng đây các bạn, đấy mình đây khắc chế cái súng thì chỉ có cách là đứng ở đây thôi, đứng sau này thôi là cái súng bó tay luôn. Ghê không? Bạn này ghê không? Ghê chưa? Kiếm laser cầu vòng làm sao bằng kiếm của núp được? Trời ơi. Úi sổ chết luôn. Ôi, còn bạn nữa rồi. Chém như băm chả. Chém như băm chả. Ui, VIP dã man đâu xem nào. Trời ơi. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ngày hôm nay thì Noob đã sở hữu được cái kiếm VIP nhất rồi. Còn cái cúp thì mình nghĩ rằng là nó chỉ đào được liên tục rồi. Đấy thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Đó, đâu xem nào. Ui, cúp tương lai này. Từ từ. Mình cho các bạn xem là sức mạnh của cái cúp tương lai đó. Đâu, cúp tương lai đâu. Kiếm laser cầu vòng nào. Ui, trời ơi, kiếm thì chắc chắn là không bằng được cái bạn này kiếm nó ra được cái cúp nhỉ. Kiếm thì không bằng được cái kiếm xịt sò của mình rồi. À, đây cái cúp này nó đào liên tục các bạn. Rồi, ok, vẫn thế. Còn cái cúp này đào liên tục. Còn cái kiếm thì mình nghĩ rằng là có cái kiếm của mình xịn nhất này. Nó đánh được xa này. Ui, đam mắc luôn ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại nha. Bye bye.